Có một câu nói mà mình rất thích, đó là người giàu lo cho ba thế hệ tương lai và người nghèo thì chỉ lo cho cuối tuần này ăn cái gì. Xin chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là bác sĩ Christina Nguyễn, mình hiện là bác sĩ gia đình đang sống và làm việc tại Mỹ. Mình cũng là nhà sáng lập Học viện Phượng Hoàng, The Phoenix Medical Academy, với sứ mệnh giúp bác sĩ Việt Nam tự tin giao tiếp và có được niềm tin của bệnh nhân người nước ngoài. Mình cũng là tác giả của cuốn sách 100 thành ngữ giúp bạn giao tiếp hiệu quả. Bạn có thể tải cuốn sách này về hoàn toàn miễn phí bằng cách nhấn vào đường link ở phía dưới phần description của video này. Bên cạnh đó, mình cũng tổ chức một khóa học miễn phí mang tên Nói tiếng Anh giọng Mỹ không khó như bạn nghĩ. Khóa học này hoàn toàn miễn phí dành cho tất cả các bạn đam mê và mong muốn cải thiện khả năng giao tiếp của mình bằng tiếng Anh. Bây giờ có lẽ bạn đang thắc mắc vì sao mình là một bác sĩ sống ở Mỹ lại có nhiều niềm đam mê và có nhiều hoạt động và mối quan tâm đến việc dạy học tiếng Anh như vậy, và đặc biệt là tiếng Anh giao tiếp. Trong video ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ với các bạn lý do vì sao mình thực sự tin rằng kỹ năng giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh là vô cùng quan trọng cho tất cả bác sĩ và sinh viên y Việt Nam ngay thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai. Bạn có bao giờ nói chuyện với một bệnh nhân người nước ngoài và họ thì cố gắng nói để cho bạn hiểu, nhưng mà bạn thì cũng rất là cố gắng để nghe những lời chia sẻ của họ, nhưng mà bạn cảm thấy là bạn không thể hiểu hết được những gì họ đang muốn nói, và ngược lại bạn cũng đang cố gắng để cho họ hiểu được những gì mà mình muốn hỏi để khai thác bệnh sử một cách thật là chính xác và hiệu quả, nhưng mà bạn không thể làm được điều đó và bạn cảm thấy rất là khó khăn, và bạn sử dụng ngôn ngữ tay chân để diễn tả cho người đó hiểu. Mình cũng đã gặp trường hợp này rất nhiều khi mình là sinh viên y ở Mỹ trong những năm đầu tiên, cũng như là hiện tại khi mình làm việc với bệnh nhân không nói tiếng Anh và mình cũng đang cố gắng nói chuyện và giao tiếp với họ một cách tốt nhất có thể. Đối với những bệnh nhân chẳng hạn họ nói tiếng Tây Ban Nha, họ không nói tiếng Anh, thì mình bắt buộc là phải sử dụng thông dịch viên. Khi chúng ta thông qua một người trung gian để giao tiếp với bệnh nhân thì chắc hẳn sẽ có những điều hạn chế và bất cập. Điều đầu tiên đó là mình không biết được là khả năng và kiến thức về y khoa của họ là tới đâu, và có những trường hợp mình lo lắng là không biết họ có truyền tải được thông điệp một cách chính xác của mình đến cho bệnh nhân hay không, và ngược lại truyền tải thông điệp từ bệnh nhân đến cho bác sĩ một cách chính xác hay không. Hiện tại ở Mỹ mình có một số bệnh nhân là người Việt Nam, và khi họ đến gặp mình là một bác sĩ người Việt thì họ rất là vui và họ nói là ôi gặp bác sĩ Việt Nam rất là mừng, tại vì đi những bác sĩ khác thì phải qua thông dịch, và qua thông dịch như vậy thì có nhiều điều khó nói, mình không có thể bày tỏ hết được với bác sĩ. Bên cạnh đó thì cứ thông dịch qua về như vậy rất tốn thời gian, và họ cũng cảm thấy có một cái sự xa cách giữa họ với bác sĩ tại vì phải thông qua một người trung gian thứ ba. Bên cạnh với việc có thể khai thác bệnh sử và đưa ra lời khuyên cho bệnh nhân một cách trực tiếp không cần phải thông qua sự trợ giúp của thông dịch, thì khả năng nói tiếng Anh một cách lưu loát và có được một cuộc đối thoại hiệu quả với bệnh nhân cũng mang đến cho chúng ta lợi ích, đó là cho bệnh nhân thêm sự tin tưởng vào chúng ta. Vì các bạn đặt tâm lý là một người bệnh nhân người nước ngoài, họ đến Việt Nam và họ gặp một bác sĩ với bề ngoài rất khác họ, nói một ngôn ngữ rất khác họ và ở trong một cái môi trường rất khác họ như vậy, thì họ sẽ có những cái sự dè dặt nhất định và họ cũng có một cái sự kỳ thị ở trong đó. Các bạn đặt trường hợp là các bạn là một người đến với một đất nước xa lạ, và nếu như gặp một người khác nói tiếng Việt thì các bạn cũng sẽ cảm thấy vui hơn rất là nhiều và tự nhiên tin tưởng họ hơn rất là nhiều. Chính vì vậy, nếu như có một người nước ngoài đến Việt Nam và họ đến phòng khám của bạn, gặp bạn và họ đang trong một cái tình thế là họ đang bị đau và cần sự giúp đỡ của bạn, thì nếu như bạn có thể nói tiếng Anh được với họ trực tiếp thì họ sẽ tin tưởng bạn hơn rất là nhiều. Chính vì vậy, nếu bác sĩ hoặc nhân viên y tế có cùng chung một tiếng nói với bệnh nhân, nói cùng chung một ngôn ngữ thì sẽ hỗ trợ rất nhiều trong quá trình khai thác bệnh sử, đưa đến những chẩn đoán chính xác, và bên cạnh đó thì liệu pháp điều trị một cách hiệu quả cho bệnh nhân đó.
Ngoài ra thì xây dựng mối quan hệ với bệnh nhân cũng là một điều vô cùng quan trọng, vì chắc hẳn mỗi người chúng ta đã ở trong ngành y thì chúng ta cũng hiểu rằng là chúng ta kê đơn cho bệnh nhân đó là một việc, và bệnh nhân có bị thuyết phục và chịu nghe theo và đồng ý hợp tác cùng với bác sĩ trong cái liệu pháp điều trị đó hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Và đó là một mục tiêu mà bất cứ mỗi bác sĩ nào cũng muốn hướng đến, đó là có được sự hợp tác của bệnh nhân để từ đó có một kết quả điều trị tốt cho bệnh nhân đó. Trở lại với câu hỏi là tại vì sao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh lại vô cùng quan trọng đối với bác sĩ Việt Nam cũng như là sinh viên y Việt Nam trong thời điểm hiện tại và trong tương lai về sau. Trong khi số lượng bệnh nhân người nước ngoài nói tiếng Anh tại Việt Nam bây giờ không phải là quá nhiều, vậy thì chúng ta tại sao phải đề cao cái khả năng giao tiếp, nói và nghe tiếng Anh một cách lưu loát như vậy? Trong khi người học y thì cũng biết rồi, có rất là nhiều thứ mà chúng ta cần phải học, có rất là nhiều kỹ năng mà chúng ta cần phải rèn luyện và học tập. Vậy thì tại sao chúng ta lại phải đầu tư thời gian, công sức và cả tiền bạc cho việc học và nói và nghe tiếng Anh và giao tiếp một cách hiệu quả để có được niềm tin với bệnh nhân người nước ngoài? Có thể hiện giờ bạn đang nghĩ rằng, ôi, bây giờ đang dịch giả như thế này thì đâu có khách nước ngoài nào đến Việt Nam đâu mà mình phải học, mà mình phải cố gắng để có thể giao tiếp bằng tiếng Anh một cách lưu loát trong cái thời điểm này làm cái gì? Vì hiện giờ không có nhu cầu, cũng không có khách nước ngoài, thì tại sao chúng ta lại phải nghĩ đến cái việc này ngay bây giờ? Có một câu nói mà mình rất thích, đó là người giàu lo cho ba thế hệ tương lai và người nghèo thì chỉ lo cho cuối tuần này ăn cái gì. Câu nói này của Gloria Steinem mà mình cảm thấy rất là đúng. Câu nói này nói lên tầm quan trọng của việc phải nhìn xa trông rộng, đoán trước được những nhu cầu, những cơ hội của tương lai để có thể chuẩn bị, để khi cơ hội đến thì chúng ta có thể nắm bắt được cơ hội ngay lập tức. Vậy thì tương lai của Việt Nam là gì? Vậy thì tầm nhìn xa trông rộng trong thời điểm hiện tại của chúng ta là gì? Trong thời đại toàn cầu hóa như ngày hôm nay thì khoảng cách của tất cả các nước và tất cả mọi người đã được rút ngắn lại. Việt Nam trở thành một địa điểm du lịch lý tưởng cho rất nhiều khách nước ngoài đến. Bên cạnh đó, chính sách đối ngoại của nhà nước Việt Nam ngày càng thoáng hơn và khuyến khích nhiều công ty trên thế giới đến Việt Nam để đầu tư, kéo theo một làn sóng người lao động đến Việt Nam. Và khi họ đến Việt Nam như vậy thì bất cứ ai cũng đều cần sự chăm sóc sức khỏe, từ người khách du lịch cho đến người lao động ngắn hạn và dài hạn, đủ mọi tầng lớp khác nhau, đủ mọi nhu cầu khác nhau. Đúng là trong thời điểm hiện tại với cơn đại dịch Covid-19 và Việt Nam đang đóng cửa thì chắc chắn rằng số lượng bệnh nhân người nước ngoài sẽ không nhiều. Và có thể bạn nghĩ rằng, ôi, không có nhiều nhu cầu như vậy, vậy thì chúng ta không cần phải lãng phí công sức vào những kỹ năng này, hãy cứ tập trung đọc hiểu cho tốt là được rồi. Nhưng mình có thể nói với bạn rằng nếu trong thời điểm hiện tại bạn không chú ý đến những kỹ năng nói và nghe bằng tiếng Anh và khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh thì bạn sẽ đánh mất một cơ hội rất là to lớn trong tương lai của mình. Để mình giải thích lý do vì sao như vậy. Sau khi cơn đại dịch 19 ổn định trở lại, và có lẽ bạn đang suy nghĩ là không biết khi nào nó mới ổn định và liệu nó có ổn định hay không, thì mình có thể nói với bạn rằng chắc chắn nó sẽ ổn định. Lý do là vì Mỹ cũng đã trải qua những ngày đen tối như vậy, khi mà mọi thứ đều không chắc chắn, tương lai không chắc chắn, và nhiều công sở, nhiều chỗ làm việc, tất cả mọi thứ đều bị tê liệt. Và rất nhiều người ở Mỹ, kể cả mình, cũng đã rất lo lắng là không biết tương lai của nước Mỹ sẽ đi về đâu. Nhưng mà đến bây giờ thời điểm hiện tại thì mọi thứ đã đi vào ổn định rồi, và mình cũng tin chắc rằng Việt Nam cũng sẽ đến ngày đó trong một ngày không xa. Và đến khi Việt Nam mở cửa trở lại thì mình chắc chắn với các bạn rằng sẽ có hàng trăm ngàn, hàng triệu lượt khách du lịch từ những nước khác đến Việt Nam trở lại ồ ạt như xưa. Lý do là vì Covid-19, rất nhiều người không được đi du lịch và họ đang rất nóng lòng được có thể đi du lịch trở lại. Lý do là ở Mỹ hiện tại bây giờ rất nhiều người, kể cả mình, cũng đang tìm những địa điểm để đi du lịch, và chỉ cần Việt Nam mở cửa trở lại thì mình cũng sẽ trở về Việt Nam để thăm gia đình, bạn bè, người thân cũng như là đi du lịch. Thì những người khác, những người ở Mỹ cũng vậy. Các bạn thấy tất cả khách sạn và dịch vụ du lịch ở Mỹ hiện giờ đang bị sold out, đang bị book lịch hết rất là kín, là tại vì làn sóng của người dân không được đi du lịch trong thời điểm vừa qua thì bây giờ họ bí bức và họ muốn được đi để giải tỏa trở lại. Và chắc chắn Việt Nam là một trong những điểm đến lý tưởng của rất nhiều khách du lịch trên thế giới.
Nên lúc đó chúng ta sẽ có bác sĩ A là người đã dùng cái cơ hội này khi mọi thứ đang bị tê liệt để trau dồi kỹ năng tiếng Anh, kỹ năng giao tiếp của mình và trang bị cho bản thân kỹ năng quan trọng này cũng như tối ưu hóa phòng khám của mình để có thể phục vụ cho bệnh nhân người nước ngoài một cách hiệu quả nhất. Và bên cạnh đó thì chúng ta có bác sĩ B thì mới bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của việc phải cần có những kỹ năng này và mới bắt đầu học nói, học nghe. Vậy theo bạn thì bác sĩ A và bác sĩ B, người nào sẽ được nhiều thành công hơn? Chắc hẳn bạn cũng biết rằng để có thể đầu tư chứng khoán và có được nhiều lợi nhuận nhất thì chúng ta còn phải mua đáy và bán đỉnh. Khi chúng ta thấy một người thành công và có nhiều lợi nhuận thì chúng ta nghĩ rằng ôi sao họ may mắn quá như vậy, và tại sao mình không có thể làm giống như họ, và nếu như mình biết trước thì mình cũng sẽ mua đáy bán đỉnh giống như họ vậy. Nhưng thực tế đã cho thấy rằng những người họ được thành công như vậy là những người họ dám mua cổ phiếu, họ dám đầu tư vào những lúc mà cổ phiếu rớt giá. Và trong cái thời điểm mọi thứ đang đi xuống như vậy, một bầu trời đỏ rực như vậy, thì có mấy ai dám đầu tư vào trong cái cổ phiếu đó? Những người dám đầu tư vào cái cơ hội đó thì đây là những người thực sự dũng cảm và có tầm nhìn mới dám đầu tư vào cái cơ hội đó trong một hoàn cảnh mà mọi thứ bên ngoài dường như là đi ngược lại với những gì mà họ tin tưởng. Vậy thì câu hỏi của mình cho bạn là bạn có sẵn sàng nắm bắt lấy cơ hội này, bạn có dám đầu tư vào chính tương lai của bản thân mình, vào một cơ hội để có thể nâng cao bản thân với việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh với bệnh nhân người nước ngoài hay không? Đến lúc này có thể một số bạn đang nghĩ rằng mình là bác sĩ người Việt Nam, mình chỉ muốn học thật giỏi, chuyên môn thật tốt để có thể chăm sóc cho bệnh nhân người Việt Nam mà thôi. Mình không muốn chăm sóc cho bệnh nhân người nước ngoài, mà mình cũng không có mơ ước đó. Mình cũng không có ước vọng xa xôi như vậy. Vì vậy mình cứ học thật giỏi kỹ năng đọc và hiểu tiếng Anh, tài liệu tiếng Anh để trau dồi thêm chuyên môn của mình là được rồi. Và mình không cần phải tốn nhiều thời gian và công sức vào việc học nói, học nghe và nghệ thuật giao tiếp bằng tiếng Anh. Mình rất hiểu điều này vì chính bản thân mình ở Mỹ cũng vậy. Mặc dù mình làm trong một môi trường là ở Mỹ, nhưng mình rất thích khi có những bệnh nhân người Việt Nam đến phòng khám của mình. Và chính vì điều đó mình rất hiểu được nỗi lòng của các bạn là các bạn muốn phục vụ cho bệnh nhân người Việt Nam và muốn cho đồng bào chúng ta có được một sự chăm sóc sức khỏe thật là tốt. Và cũng chính vì sự tâm huyết muốn chăm sóc cho sức khỏe của đồng bào chúng ta, đồng bào người Việt chúng ta, thì chúng ta là những người bác sĩ lại càng phải cố gắng nhiều hơn nữa, lại càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể bước ra vùng an toàn của bản thân, những giới hạn của địa lý và đi ra nước ngoài để tu nghiệp, để học hỏi, để tiếp nhận thêm được nhiều nguồn thông tin, tri thức của nhân loại và tinh hoa của nền văn hóa cũng như nền y tế của các nước tiên tiến trên thế giới để có thể mang về và làm cho quê hương của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn. Ngay chính bản thân mình, để mình có được như ngày hôm nay thì phần lớn, phần nhiều là nhờ vào thời gian mình sống ở nước ngoài và mình học tập và mình được đào tạo bởi hệ thống đào tạo ở nước ngoài. Và từ đó mình mới có thể trở lại để cống hiến và chia sẻ cho đồng bào Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên, không phải cứ ra nước ngoài là sẽ thành công. Nếu bạn được nhận vào một chương trình đào tạo ở nước ngoài thì đó chỉ là một bước đầu tiên. Bạn phải làm sao để thành công ở nước ngoài giữa vô vàn những điều khó khăn khi mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ của bạn, văn hóa của bạn khác với văn hóa của đất nước đó. Thì sẽ có rất nhiều những sự kỳ thị chìm, kỳ thị nổi. Và khi bạn nói và nghe không được lưu loát thì sẽ lại là một lý do khác để người khác bắt nạt và coi thường bạn. Những điều này mình nói ra không phải là để cho bạn nhục chí, nhưng mà hoàn toàn ngược lại, mình muốn tiếp thêm động lực cho bạn để cho bạn quyết tâm hơn, cố gắng hơn để chinh phục kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Những kỹ năng này nếu bạn chinh phục được chúng thì chúng sẽ trở thành đôi cánh giúp bạn bay cao hơn, bay xa hơn để có thể chinh phục những ước mơ của bạn. Với gần 20 năm học và sử dụng tiếng Anh trong môi trường nước ngoài cũng như gần 10 năm làm việc trong môi trường y tế tại Mỹ, mình đã gặp phải rất nhiều khó khăn, phạm không ít sai lầm và cũng thất bại rất nhiều lần. Từ những kinh nghiệm của bản thân, mình đã đúc kết được phương pháp Smart Communication để giúp các bác sĩ người Việt như mình cũng có thể giao tiếp với bệnh nhân một cách hiệu quả hơn. Mình muốn chia sẻ phương pháp này với các bạn để giúp các bạn có thể tiết kiệm được thời gian, công sức cũng như tránh được những sai lầm mà mình đã phạm phải. Nếu các bạn muốn biết về phương pháp
pháp này thì hãy nhấn vào đường link ở phía dưới video này để có thể xem buổi workshop miễn phí do mình biên soạn sẵn. Trở lại với câu hỏi mình đưa ra đầu video, đó là tại sao một bác sĩ người Việt như mình hiện tại đang sống ở Mỹ với một cuộc sống ổn định như vậy lại muốn đam mê, lại muốn chia sẻ, lại muốn hỗ trợ các bác sĩ Việt Nam học tiếng Anh và tiếng Anh giao tiếp để có thể thành công hơn. Lý do là vì bản thân mình đã trải qua rất nhiều khó khăn trong quá trình khi mình trở thành một người bác sĩ tại Mỹ, và mình hiểu được tầm quan trọng của việc giao tiếp bằng tiếng Anh. Không những là giao tiếp tiếng Anh bình thường, nhưng mà giao tiếp tiếng Anh trong môi trường y tế, trong một mối quan hệ rất thiêng liêng và đặc biệt, đó là giữa bác sĩ và bệnh nhân. Và tâm nguyện của mình đó là luôn muốn cống hiến cho Việt Nam, luôn muốn mang lại những điều tốt đẹp cho đồng bào mình tại Việt Nam. Đó là lý do mình làm những điều mình làm, và mình hy vọng rằng những chia sẻ của mình đã giúp ích cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.